Mạc Mậu Hợp, vị vua để thất thủ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, nhà Mạc thời Mạc Đăng Dung phế chất ngôi nhà Lê Sơ năm 1527 cho đến năm 1592, đứng chân nơi đất Thăng Long. Sau này bại trận trong chiến tranh Nam Bắc Triều, phải lui về Cao Bằng. Vị vua Mạc để thất thủ ấy chính là Mạc Mậu Hợp. Xoay quanh vị vua này có đôi điều đáng nói và thú vị. Mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu rõ hơn về Mạc Mậu Hợp. Một, tiểu sử của Mạc Mậu Hợp. Mạc Mậu Hợp sinh năm 1560, mất năm 1593. Ông lên ngôi năm 1562, lúc mới 2 tuổi, và qua đó trở thành vua trẻ thứ hai lúc lên ngôi. Nguyên quán của ông ở xã Cao Đôi, huyện Bình Hà, nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là con trưởng của Mạc Tuyên Tông. Mẹ ông được xác định là vợ thứ của Mạc Tuyên Tông. Năm 1600 bị quân Lê Trịnh giết hại khi cùng Mạc Kính Cung cố gắng khôi phục nhà Mạc. Do Mạc Tuyên Tông bị bệnh đậu mùa, mất khi Mạc Mậu Hợp mới lên 2 tuổi, đã được Khiêm Vương Mạc Kính Điển là phụ chính đưa lên ngôi vào tháng 1 năm 1562. Lúc này, triều chính vẫn do hai ông chú là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Mậu Hợp lên ngôi lấy niên hiệu là Thuần Phúc Thứ Nhất. Lúc lên ngôi, do tuổi còn nhỏ nên mọi công việc nhiếp chính do Khiêm Vương Mạc Kính Điển phụ trách. Sau khi Khiêm Vương mất, nhà Mạc do Mạc Mậu Hợp dần suy yếu và thời kỳ của ông chứng kiến sự suy vong trực tiếp của triều đại nhà Mạc. Vào tháng 10 năm 1580, Mạc Kính Điển lâm bệnh mất sau 34 năm phụ chính. Mạc Mậu Hợp đã trưởng thành và trao quyền trung doanh tổng súy Ứng Vương cho một ông chú khác là Mạc Đôn Nhượng, em út của Mạc Kính Điển. Song, Mạc Đôn Nhượng vốn là người nhu nhược, thiếu tính quyết đoán nên từ ngày được bổ nhiệm đã không xuất quân đánh dẹp, trễ nải việc quân. Việc triều chính cũng không quán xuyến được như thời Mạc Kính Điển. Đã vậy, Mậu Hợp lại không chăm lo cho triều chính, chỉ lo ăn chơi, sống cuộc sống xa hoa, kiêu ngạo, hay nghe xiểm nịnh, thường ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Có nhiều trọng thần chán nản cáo hưu về quê như quan Thái Bảo Giáp Trưng, đông các học sĩ Nguyễn Văn Nhuận. Những người này đã từng khuyên bảo Mậu Hợp, nhưng ông không nghe, nên việc triều chính của nhà Mạc ngày càng sa sút. Nguyễn Văn Nhuận từng khuyên, nếu mọi việc, việc gì cũng không cốt ở sự thực mà chỉ chuộng hư văn, hạ thần sợ rằng việc trong thiên hạ sẽ dồn tới số không hết thảy. 2. Mạc Mậu Hợp ham sắc hại mình. Trong những năm cuối đời, Mậu Hợp càng ăn chơi, được Đại Việt Sử Ký Tục Biên nhận xét rằng ngày càng buông tuồng du đãng, tử sắc bừa bãi. Còn Đại Việt Thông Sử thì bình rằng ngoài thì họ ngoại chuyên chính, trong thì hoạn quan chuyên quyền. Lúc đó nhà lão tướng Nguyễn Quyện sinh được hai cô con gái. Con gái lớn là Hoàng hậu Nguyễn Thị của Mạc Mậu Hợp. Con gái thứ là Nguyễn Thị Niên, là vợ tướng Bùi Văn Khuê. Vào năm 1592, Nguyễn Thị Niên vào cung thăm chị. Mạc Mậu Hợp thấy Thị Niên có dung nhan đẹp đẽ nên muốn chiếm đoạt, cướp lấy cho mình. Mậu Hợp đã cho gọi Thị Niên vào phòng để giữ lại trong cung tới sáng, rồi giữ luôn. Đồng thời cho gọi tướng Bùi Văn Khuê về kinh để giết. Nguyễn Thị Niên vội cho người hầu cận mật chạy đi báo cho Bùi Văn Khuê. Bùi Văn Khuê biết chuyện, bèn dẫn quân bản bộ về giữ Hạt Gia Viễn, không theo mệnh lệnh của triều đình. Mậu Hợp mấy lần vời cũng không tới, bèn sai tướng dẫn quân tới hỏi tội Văn Khuê. Văn Khuê không muốn phò tá cho người đã cướp vợ mình, trong khi hai người là anh em cột trèo nên đã quyết định cử con trai là Văn Nguyên chạy vào Thanh Hoa, dâng lễ đầu hàng và xin cứu viện. Trịnh Tùng ưng thuận cho hàng và mừng rỡ nói: "Văn Khuê đầu hàng, thế là trời giúp cho ta được chóng thành công." Nhà Trịnh vui mừng bởi biết Văn Khuê là một vị tướng tài của Bắc Triều, tức là nhà Mạc lúc bấy giờ. Vậy là Văn Khuê về phe vua Lê chúa Trịnh ở phía Nam để chống lại Bắc Triều. Còn Mậu Hợp chỉ vì ham sắc mà đánh mất một người tài, đánh mất niềm tin của tướng sĩ.
3. Mậu Hợp suýt nữa thì trở thành vua mù. Lịch triều Hiến Chương Loại Chí có tóm lược lại rằng, năm Sùng Khánh thứ 13, 1578, Xét đánh vào cung của ông, thành ra bán thân bất toại, mới đổi niên hiệu. Sau lại bị thong manh mắt mờ, chữa mấy năm mới khỏi. Nơi cung điện kín đáo như vậy mà Mạc Mậu Hợp còn bị thiên lôi tìm đến mà giáng búa. Dù sao, bị sét đánh chưa chết còn là phúc lớn của Mạc Mậu Hợp. Con trời mà còn bị sứ giả của trời giáng cho một đòn chí mạng, hẳn cũng đáng suy ngẫm nếu nói theo tín ngưỡng dân gian của ta. Đến năm Tân Tị, 1581, tai ương qua thì bệnh tật lại tới. Vị vua trị vì lâu nhất của nhà Mạc lần này đã mắc căn bệnh ở mắt. Mắt ông tự nhiên mờ đi không trông rõ, nên đã sai mời các thầy thuốc giỏi trong thiên hạ tới chữa. Trong vài năm, con mắt lại được bình phục như thường. Cũng may là tìm được thầy thuốc tài giỏi, nếu không Mậu Hợp sẽ trở thành vua mù. Nhưng Mậu Hợp chỉ ham chơi, sống xa hoa, thế thì chữa được mắt có ích gì cho triều đình đâu. Đại Việt Quốc Sử Diễn Ca có ghi: Mạc dần suy yếu từ nay, vận lê xem đã đến ngày trùng hanh. Đến tháng 11 năm 1592, Mạc Mậu Hợp dựng con trai là Mạc Toàn làm vua để giữ việc nước, đổi niên hiệu là Vũ An năm thứ nhất, còn bản thân tự làm tướng, quản đốc binh mã chống giữ quân Nam Triều. Thế nhưng lúc này, chính sự nhà Mạc đã không thể cứu vãn được nữa. Quân Nam Triều đánh quá gấp, trong khi quân đội nhà Mạc thì đã tan rã, nhiều người đã đầu hàng. 4. Mậu Hợp làm sư, tụng kinh sám hối khi quá muộn. Do ăn chơi quá sức, bỏ bê chính sự, nên đến cuối năm Nhâm Thìn 1592, quân Mạc bị quân Lê Trịnh đuổi đánh. Mạc Mậu Hợp phải chạy khỏi kinh thành, để rồi sau đó đối mặt với đao phủ nhà Lê nơi pháp trường. Mạc Mậu Hợp đã cạo đầu làm sư, ẩn ở chùa Mô Khê, hạt Phương Nhãn. Nghe nói vậy, Trịnh Tùng sai Nguyễn Đình Luận và Lưu Trản dẫn quân đi tìm bắt. Theo Đại Nam Quốc Sử Lược, thì lúc ẩn trong chùa, Mạc Mậu Hợp xưng hiệu là Võ An. Ông bị bắt khi đang ngồi xếp bằng tròn. Biết không thể che giấu được thân phận, Mậu Hợp có xin một bình rượu và than rằng: nghiệp chướng quá sâu, nay cầu là một người dân thường cũng không thể được. Tội lỗi chỉ vì tổ tiên đã làm sự giết vua cướp ngôi, đến nỗi con cháu ngày nay phải mắc tội nặng như vậy. Mong tướng sĩ dẫn tôi đến trước hoàng đế để bày tỏ thực tình, đó là lòng tôi rất mong muốn. Sau đó, Mậu Hợp bị giải về Thăng Long và bị giam tù tại đây. Khi đó các quan đều có ý kiến rằng, chiếu điều luật, những kẻ phạm tội thoán thí, hỷ xử theo luật lăng trì để làm gương cho mọi người. Thế nhưng Trịnh Tùng cũng không nỡ ra cực hình, bèn sai đem treo sống Mậu Hợp 3 ngày, rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, đem thủ cấp dâng lên cho vua Lê Thế Tông. Sau đó đem đóng đinh vào hai con mắt, rồi bêu ra ngoài chợ. Như vậy, Mạc Mậu Hợp ở ngôi vua được 29 năm, thọ 30 tuổi. Mạc Mậu Hợp có một hoàng hậu là con gái của lão tướng Nguyễn Quyện. Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngoài Vũ An Đế Mạc Toàn, Mạc Mậu Hợp còn một người con lớn tuổi hơn, cùng tham gia việc khôi phục kinh thành Thăng Long năm 1600 với mẹ ông và Mạc Kính Cung. Nhà Mạc từ thời Mạc Đăng Dung đến Mạc Mậu Hợp truyền ngôi được 5 đời thì mất, tổng cộng được 66 năm. Sau khi Mạc Mậu Hợp mất, con cháu nhà Mạc rút lên Cao Bằng. Sở dĩ lên Cao Bằng là nghe theo lời tiên tri của Nguyễn Bình Khiêm. Nhà Mạc lên đây tồn tại được thêm 96 năm nữa mới bị mất hẳn. 5. Bị Chu Di cửu tộc, một họ thành 40 họ. Sau khi nhà Mạc thất bại trước họ Trịnh, họ Mạc không chỉ bị Chu Di tam tộc mà còn bị truy sát đến cửu tộc. Vì thế họ Mạc phải lưu tán khắp nơi. Và để thoát khỏi sự truy sát, những người họ Mạc đã phải thay tên đổi họ mới mong sống được. Nhưng những người họ Mạc đã tìm ra cách để đổi họ, nhưng sau này vẫn nhận lại được gốc tích để đời sau còn biết cội nguồn mà tìm về. Cách đổi họ này được xem là diệu kế, khử túc bất khử thủ. Nghĩa là
bỏ chân không bỏ đầu. Theo đó, những người họ Mạc đã đổi thành hàng chục họ khác bằng cách lấy họ Lê, Hoàng, Phạm, Thái, Nguyễn, Đoàn, Lều, Bế, Ma, Hà, Vũ, Thạch, Bùi Duy, Hoàng Duy và ghi thêm bộ thảo ở trên đầu các chữ Lê, Hoàng, Phạm, Thái để làm dấu đó là họ Mạc. Theo tác giả Hoàng Lê thì những người họ Mạc còn đổi họ bằng cách giữ chữ Đăng trong Mạc Đăng Dung làm chữ lót, hình thành nên các họ như Lê Đăng, Hoàng Đăng, Phạm Đăng, Phan Đăng, Thặng Đăng, Bùi Đăng, Trần Đăng, Nguyễn Đăng. Theo ông Mạc Như Thiết, tộc trưởng họ Mạc ở làng Cổ Trai cho biết, truy cứu gia phả các dòng họ đã tìm thấy ít nhất 50 họ gốc là họ Mạc. 6. Điều duy nhất mà Mạc Mậu Hợp đã làm được. Mặc dù luôn sống xa xỉ, dẫn đến sự suy vong của nhà Mạc, nhưng trong thời gian làm vua, Mạc Mậu Hợp cũng đã làm được một số điều đáng ghi nhận, trong đó có việc mở các khoa thi để chọn nhân tài. Theo đó, ông đã tổ chức được 7 khoa thi, trong đó khoa thi năm 1568 chọn Vũ Hữu Chính thủ khoa, 1571 chọn thủ khoa Nguyễn Mẫn, 1574 chọn Vũ Văn Khuê, 1577 chọn Vũ Giới, 1580 chọn Đỗ Cung và khoa thi năm 1583 chọn thủ khoa là Đỗ Tuấn Ngạn. Ngay cả khi chiến sự ác liệt ở Kinh Thành, mùa hè năm 1592, ông vẫn mở khoa thi cử nhân ở Bến Bồ Đề, lấy Phạm Hữu Năng và có 16 người trúng tuyển. Các bạn vừa theo dõi Mạc Mậu Hợp, những điều thú vị. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.